Hello, em xin chào tất cả cô chú anh chị em quay lại với kênh Cúc huyện Bắc Hà nha. Bác nhìn này, khổ con mẹ chưa các bác ơi? Nhìn khổ con mẹ chưa? Đấy. Bây giờ là tự nhiên đang nuôi hai con cọc, bây giờ thành mẹ của 7 con luôn các bác. 7 con luôn. Đấy. Thành mẹ của 7 con luôn. Không làm thế nào được các bác ạ. Nhìn khổ chưa? Hai cọc và 5 xu nhé, hai cọc và 5 xu, không có chỗ đi luôn, tranh nhau luôn, bà mẹ khổ nhất năm. Không còn gì nữa. Thôi, đi thế thôi. Đi thế thôi, nào. Cậu đi, cậu đi. Nhục. Đi về đây cậu, vào đi. Nào. Đi về đây cậu, vào đi. Vào đi. Chạy. Thôi, nhìn này. Khổ nhá. Cọc ra đi, trốn đi cọc. Không chạy được các bạn, không chạy được. Đấy, tự nhiên bây giờ là một mẹ cọc. Cái con mẹ này nó hiền các bạn, hiền, nó hiền không ấy. Nó cũng chả cắn đội này đâu. Giờ em phải tách ra, em phải nhốt mẹ nó vào, không thì khổ thân con mẹ nó. Rồi các bạn nhìn này. Ti một tí hết sạch ti luôn này. Ti một tí hết sạch luôn, top luôn này. Vào ra đây này. Không có đuổi con mẹ nó bú, khổ thân con mẹ nó. Đấy, bây giờ em sẽ quay từng con cho các bác ngắm nhé. Em sẽ lên từng con một. Đấy, về con từng con lên cho. Vế cẩn thận vào xem nào. Đây, bạn này bạn Đực này. Đầu thủ rất gớm luôn, con số 1 nhá. Đấy, cho bác ngắm này. Quay cái mặt nó ở đây xem nào. Vạch lưỡi xem có đúng không. Không. Đấy, con Đực đầu tiên trắng được từ lịm sô-cô-la luôn các bác nhá. Rồi thả ra tí này. Đấy, lông lá đẹp chưa. Đấy, em số 1 trắng cũng được Đực nhá. Đấy. Em được hai cái này. Bế hai con đi xem nào. Hai con đi. Đấy. Đấy, đẹp chưa này. Cái này. Chưa. Bây giờ các bác nhìn đẹp chưa. Cặp. Đấy, cặp này. Đấy, mặt con cái đẹp không các bác. Đấy, con cái. Rồi. Bỏ xem con cái truyền màu đúng không. Cái con số 2 truyền màu này. Cái này. Xem đúng không. Đúng không? Đấy, hai cái. Một Đực một cái. Con Đực trắng được con thứ hai này, con đây, con cái đẹp này. Truyền màu nhá. Con Đực nó truyền màu. Con Đực thứ ba truyền màu này. Ui giời đẹp thế. To mặt to. Mặt hộp. Đây này. Nhìn này, quay mặt ra đây. Ui đẹp chưa? Đấy, nhìn này, lông này xoa thấp xuống. Đấy. Ấy, đẹp chưa này. Rồi, truyền màu đốm nữa em. Rồi, truyền màu được số 3 truyền màu nhá. Cái truyền màu à, cái truyền màu hết à. Ui, cái mặt đẹp thế nhỉ. Vâng, cái mặt rất đẹp mà coi nhìn này. Đầu thủ rất đẹp luôn. Đấy con nhìn này. Hốt. Truyền màu này. Đấy. Quay người xem này. Con số 4 cái nhé. Truyền màu nhé. Rồi. Đẹp chưa.
trên màu này. Được cái đẹp nhất này. Đây, được cái đẹp nhất này. Đấy. Như này. Đấy, chuyển màu xem con này đúng nữa không? Còn dài lắm các bạn. Không. Không đúng. Gọi tất cả ra đây xem. Một con vào trong nhà kìa. Đấy, này, lùng dài lắm các bạn nhìn này. Đấy. Đây con này đẹp nhất là duy nhất đàn này. Kẹp sơn đấy. Đây nhìn. Đẹp lấy hồn, lấy ly luôn các bác nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Lắp cái hạt cho ra đây con ăn này. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Cho ra ngoài này. Rất là đất đấy. Bên ra, bên ra, để bên kia ra. Con sủ ba được hai cái, hai cọc được nha các bạn, quá đẹp luôn, đà này quá vip luôn các bạn, đà này cuốn vip. Nếu các bác thích cuốn nào thì alo em qua số lại 0777 51633 hoặc là 0352129582 các bác nhé, cho thêm đi. Rắc ra, rộng ra, rộng ra, rắc rộng ra. Đấy, bác chọn này ba con to hơn là đực, hai bé hơn là cái, nhưng mà mặt con cái đẹp, hai cái tuyền màu rất là đẹp luôn. Một sô cô la đậm luôn. Có một con trắng ngực, đực trắng ngực thôi nhé các bác nhé. Đấy, còn lại tuyền màu hết. Đấy, cộc thì có một con cộc thì lên video các bác biết là có nhà em rồi. Đấy, con cộc đây, mẹ đây này. Nhìn này. Kệ mẹ nó khác biết ăn, ăn thừa nó mẹ nó phải ăn. VIP đẹp luôn các bác. Cuốn vào một mũi nhá, để run ok rồi. Cuốn vào một mũi để run ok rồi. Cuốn cái trạng khoảng hơn 4 kg. Cuốn được nó khoảng 5 cân đấy các bác ạ. Cuốn cái là 4 cân rưỡi. Cuốn được khoảng 5 cân rưỡi nhé. Đấy, vào một mũi để run ok rồi. Cuốn này được 50 mấy ngày ấy. Đấy, cho nó ăn xong quay video xong em cho vào chuồng luôn. Không nó cứ đi tìm con mẹ nó để ti khổ thân con mẹ nó ra. Ok các bác nhá, đấy, ăn xong này. Ăn xong thì ti luôn. Bắt nó vào trong chuồng đi. Không là nó ấy. Đấy, con này con đẹp nhất này, tuyền màu. Hai em đực đấy. Hai em đực thì có một con trắng ngực, hai con cái đẹp lắm. Ok các bác nhá, em xin phép kết thúc video đây. Chúc cô chú anh chị em xem video vui vẻ. Hẹn mọi người ở cái video lần sau.
Cả nhà nhớ đăng ký, chia sẻ kênh ủng hộ em nhé các bác nhé.